Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mình. Thì sau khi mà tầm 4 tiếng di chuyển á, thì hiện tại là mình đang có mặt ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Thì tại sao là mình lại dừng chân chỗ này? Thì ở thành phố Sa Đéc này á, xe bán hàng lưu động bên mình cũng có vài chiếc ở làng hoa Sa Đéc này. Nên mình chạy ngang nên mình tấp vào đây để nghỉ chân thôi. Kèm theo đó là giới thiệu với anh em thôi. Thì tiến độ của mình thì tầm khoảng là 1 giờ nữa, hơn nữa thì mình sẽ đến thành phố Long Xuyên để bàn giao con xe bán hàng lưu động cho chị Cúc. Đấy, thì có thể là quay một vòng quanh xe để có thể là xem hiện tại xe đang chạy như thế nào. Đó. Ok, thì tình hình là như vậy. Thì khi nào mà tới thành phố Long Xuyên á thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các anh em một lễ bàn giao luôn. Ok, xin chào. Rồi, xin chào tất cả các quý khách hàng nha. Thì hiện tại thì mình đã bước ra chạy tới cái cầu Vàm Cống rồi. Thì cái cầu Vàm Cống này là cái ranh nối giữa Đồng Tháp với thành phố ý gì với An Giang. Đấy, thành phố Long Xuyên của An Giang. Thì qua cái cầu này nữa thì tầm khoảng 30 phút nữa thôi. Chạy lại trung tâm thành phố để bàn giao con xe bán hàng lưu động này cho khách hàng rồi. Đấy, thì khung cảnh đây là cầu Vàm Cống này. Thì mọi người có thể xem cảnh rất là đẹp đó. Thì trước khi mà cái cầu này được khánh thành vào năm vừa rồi á, là lúc trước toàn đi từ Đồng Tháp qua là thành phố Long Xuyên An Giang á, thì toàn đi bằng phà thôi. Trước thì đi phà Vàm Cống hoặc là phà An Hòa. Đấy, thì nay đã có cái cầu Vàm Cống này thì rút ngắn rất là nhiều cái thời gian để khách hàng cũng như là giao thông có thể thuận tiện đôi bờ đó. Thì xin mời các quý hàng theo chân mình nha, chuẩn bị tới rồi đó nha, mình rất là háo hức rồi. Ok, mới đi lại bình thường mới đi giao xe vậy chứ chiếc xe Quảng Nam em đáng lẽ làm đi á. Nhưng mà chân mổ rồi đâu đi được. Rồi chiếc thêm chiếc ở Đồng Nai nữa. Đấy, rồi xong chiếc này khỏe rồi ai gác tranh thủ về đây về. Rồi giao xe rồi đi về thẳng gì? Xe khách đó vậy. Luôn chiều nay hả? Được chứ. Dạ đúng rồi. Có luôn chưa? Có lên thảy lên thử. Chưa. Để nó chạy ngang đó bắt nó thảy lên luôn. À.
mà nhớ em cái tủ đó 100 lít đó nó mới vừa à. Thì tại em bên kỹ sư nó đo thiết kế rồi đó. Đâu có đồ sổ mở được. Nếu mà mình dùng máy bơm thì đâu cần để trên đó đâu. Khi nào mà mình dùng không dùng máy bơm thì nước trên đó mình dạo để theo dạng mà trên cao thả xuống. Cái này là nước sạch. À đúng rồi. Nước sạch. Nước sạch. Nước dưới bên kia kìa, cái thùng nằm tuốt dưới thôi, cái thùng nó nằm dưới. À rồi. Kín dưới rồi. Là thấy rồi, chị thấy rồi. Mày siêu điện không? Luôn ha. Mình sạch chứ nha. Đưa không có. Thì muốn cung cấp điện cho xe thì bên em thiết kế điện là một cái chuyên nghiệp. Cái chui này á nó sẽ sử dụng điện á, từ cái bộ chuyển đổi này từ cái bình này nó cấp lên bộ chuyển đổi này là điện ra ở đây là 220 nè đó. Thì điện 220 này á sẽ ghim vào cái đầu xe nè, cái này nè, ghim vô rồi. Thì lúc này á là điện nó cấp vô xe là xe mình đã 220V rồi đó, là điện tất cả là 220V đó. Thì chỗ cái mà bộ chuyển đổi này nè, nó có một cái công tắc đó, chị bật công tắc là nó màu xanh nè. Cái đó chị quan sát kỳ của chị, quan sát kỳ cái đó nè, đó màu xanh đó, nó tiếp cái màu xanh. Là lúc này khi bật cái màu xanh đó, ở đây mới có điện không? Dạ đúng rồi, là bắt đầu cái inverter này cung cấp điện cho thùng rồi đó. Tất nhiên là mình khoan mở ghim đàng hoàng. Dạ đúng rồi, mình ghim đàng hoàng mình phải mở ghim rồi bật công tắc. Dạ đúng rồi, bắt đầu điện nó đi lên đây. Cái này bật công tắc cái đây nó có điện đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mình lên này bắt đầu cái mình ghim vô là nó hoàng này lên thùng. Thì xe chạy dạ không liên quan gì tới điện xe hết, không xe không liên quan gì tới xe không nổ máy, điện là từ bình nè. Thì xíu nữa anh em con sẽ chỉ cách sạc đó. Thì đầu tiên là mình cung cấp điện trước đi, mình chỉ cách sử dụng điện trước đó. Thì giờ có điện rồi đúng không, có điện thì mình bật CB CB thì nó mới cung cấp điện được đó. Còn tiền thì giờ có điện rồi, bật đèn lên đó. Đèn này là đèn thùng nè, còn mình muốn ta bật đèn led là em thiết kế ghi chưa kia đó. Ví dụ như cái đèn phòng bông nè, hơi nó vô máy nó mới hoạt động, nó hay cái gì đó. Còn nếu mà không cần công tắc gì hết thì cứ ghim này không dặn vòi á là nó không hoạt động. Mới đầu nó chạy là chạy demo cho nước nó nằm sẵn dưới ống này, dưới cái van này thôi. Còn khi mà nước đã lên rồi á, không có hơi vô á là nó không hoạt động. Đi ra hơi vô chạy. Rồi nó bí hơi là bắt đầu mà cái motor nó không hoạt động. Nó giống như cái máy giặt ở nhà không chị? Là gì đó. Cái nước dơ bên đây nè, nó nằm cái thùng bình thải dưới. Nếu mà xài thì nó mình không rửa thì nó cũng không hoạt động đâu mà sợ. Nhưng mà mình hạn chế, nếu mà điện á mình kiểu mình tiết kiệm xíu thì mình gần như là mình xài để ấy vô. Đó, cứ đi sạc điện vô. Đó cũng hay nè, sạc điện vô. Rồi, thì chị cứ sử dụng như vậy đi nha. Đó là cái chị nắm chưa? Dạ ok, nắm. Là cái nguồn như thế này. Thì cứ mình ở đó. Đấy mình phải ghi ngoài kia rồi bắt đầu nó mới đi lên lên cái hộp này, mở cái nắp này. Mở cái nắp này. Rồi đèn led. Đèn là nó là
đây bây giờ tới cái sạc nè, sạc là cái máy sạc đây. Đó. Thì sạc là phải dựa vào cái máy này. Còn khi nào mình cần phải sạc, đó thì nó sẽ báo cái bộ chuyển đổi này nó sẽ báo. Cái bộ chuyển đổi này nó sẽ báo là tiếp và đèn nó sẽ hiện đỏ. Nhưng mà nó không hết liền. Nó sẽ còn nguồn điện dự trữ và nó chạy cho chị là khoảng một tầm tiếng nữa. Tùy theo cái thiết bị mình sử dụng điện thôi, nó nặng không thì nó hết rồi đó. Nhưng mà lúc đó là nó báo điện yếu rồi đó. Thì lúc đó là sạc, bắt đầu sạc. Lúc đó điện áp nó dư, nó còn có tầm 20V thôi, 20A thôi, hay điện áp bình đó. Rồi xong rồi chị để ý giùm em cái bình, em có đánh dấu chu âm chu dương cho nó hết đó. Âm dương này nghiêm cái này phải nghiêm, cái này phải nhớ nha. Tại vì điện nó lộn cực đó là nó nguy hiểm lắm. Đó. Mà đâu khi nào mở cái gì chứ? Dạ. Đâu mở cái đó là đúng rồi. Rồi để mà sạc được cái máy sạc nó phải hoạt động. Nghiêm chui máy sạc vô. Đó. Thì đây là mình sạc từng màng mà đúng không? Bình này nó cấp điện cho thùng. Thì cái này nghiêm điện từ thùng sạc lại cho cái bình. Ờ, vậy đó hả? Đó là không cần tốn điện gì hết. Không cần tốn điện từ đâu hết. Đó. Nhưng mà vừa xài vừa sạc vẫn được, nhưng mà chị đừng hạn chế giúp em là đừng xài vừa xài vừa sạc. Đúng rồi, cái bình nó sẽ mau xuống mau cục áp. Thì khi nào ví dụ như là tối thì chị về nhà tranh thủ bán rồi về nhà sạc tầm 4 tiếng 5 tiếng là nó sáng là ở đây. Đó, xong rồi sáng mình đi bán rồi, mai mình 4-5 tiếng thôi là được rồi. Đúng rồi. Nhưng mà kiểu mà nó báo rồi mới sạc nha, đừng sạc ngày nào cũng về sạc nha. Ngày nào cũng về sạc chay bình á. Chai bình nó báo tiếp mình nó sạc. Ừ, cái bình cái này chị sử dụng cả tuần, nếu mà cái đèn này với hệ thống nguyên đèn led full xe chị sử dụng một tuần thôi chưa mình, hết mình đang đi bán đó rồi nó báo hết. Dạ đúng rồi, cái thì trường hợp đó sạc. Cái trường hợp đó là ví dụ mình chị đang bán nó báo đúng không là nó báo điện yếu, nhưng mà chị sử dụng được một tiếng. Ủa, cái nguồn điện này từ đâu mà nó xuống vô bình sạc 24V hai bình 24V hai bình là 24. Ừ, chị sạc mức 24 thôi. Ừ. Đó. Rồi, on rồi đúng không? Ừ. 24 rồi đúng không? Ừ. Chị sạc cho em là mức 3. Này. Mức 3 hoặc mức 2, tức là mức sạc á, sạc khi mà mình tích điện nhiều quá dồn vô bình á thì nó nhận không nhiều, nhưng mà nó vô nhiều thì nó ảnh hưởng, nó cháy. Là vô ghiu quá. Ờ đúng rồi, nó cứ chầm chậm lai gai mức 2 đó, mức 3 nó cứ vào đều 24V. Đó, còn chị dồn vô á thì nó tích nhiều quá nó nhanh chạy bình đó. Đó. Nhưng mà ghim rồi đúng không? Nè, dây âm dây dương nè. Ừ. Ở dưới á. Thôi chú thấy không nè. Ở dưới á nó có hai cái kẹp nè. Dây đỏ dây đen. Cái kẹp nè. Giống như sạc bình thông thường thì mình phải kẹp vào bình chứ đúng không? Đó. Dây đỏ dây xanh. Đúng rồi, đây. Cái dây xanh này á mình kẹp vô cái chữ âm nè. Nè, đánh dấu âm, đánh dấu trừ nè. Ừ. Đó. Kẹp vô cái chữ âm này. Đó. Còn cái dây đỏ mình kẹp vô cái dấu dương ở bên trong. Ừ. Đó, nhưng mà mình kẹp dấu dương trước. Dây đỏ là luôn dương rồi. Thiếu đèn tiêu thêm à. Cái gì ta? Cái gì khó ta? Cá hú. Cá hú khó. Rồi có con chuột cá bóp nữa. Thì sáng giờ thì mình cũng đã hoàn tất mấy cái thủ tục bàn giao cho chị khách của mình rồi. Thì hiện giờ xe thì nó là cũng chị đã vào bãi để đậu rồi. Thì chuẩn bị chắc trong một vài ngày tới thôi chị mua một số nhu yếu phẩm của mình nữa và sẽ cho vận hành cái con xe này đấy. Thì lời cuối cùng á, mình cũng xin gửi lời chúc cho chị khách của mình kinh doanh hồng phát và mua may bán đắt đấy. Còn kèm theo đó là gửi lời chào đến tất cả các quý khách hàng đã theo dõi cái video này trong suốt thời gian từ sáng tới giờ mình đi giao xe đấy. Và điều đặc biệt nữa là các quý khách hàng có nhu cầu đầu tư đấy thì có thể liên hệ ngay cái hotline của mình bên dưới là 0938400239. Đó, và mình là Tuấn Kiệt, chuyên viên tư vấn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Sương, đó, siêu thị xe tải.
Rồi thì mọi thắc mắc đó, thì có thể liên hệ ngay cái hotline của mình đó. Và nếu mà cái video này các bạn thấy hay và ý nghĩa thì có thể để lại subscribe đó, và comment ý kiến bên dưới để có thể là đội ngũ của công ty có thể phát huy và cải thiện. Thì một lần cuối thì xin các bạn hãy xem lại share một lần nữa trước khi chúng tôi kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.